sao phải face to face. Bình thường, trong cuộc sống khi gặp khó khăn, bạn sẽ nghĩ đến ai đó và tìm sự trợ giúp, phải không? Thông thường, sự trợ giúp đó là những người bạn rất thân quen. Nhưng nếu chỉ thi thoảng gặp trên Zoom hoặc điện thoại thì khi gặp khó khăn, người đó bạn không thể nghĩ đến. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta không dễ dàng gặp mặt, giao lưu. Mặc dù rất cần có doanh số và khách hàng, cần có mối quan hệ chất lượng, nhưng không có thời gian thì phải làm sao đây? Đặc biệt là những mối quan hệ mới khiến chúng ta phải mất rất nhiều thời gian gặp mặt hay tìm cách để chia sẻ. Có khi hẹn rất nhiều lần mà không gặp được. Nhưng đến với VBCI, bạn sẽ có công cụ Face to Face giúp bạn và đồng đội đốt cháy giai đoạn, không cần phải mất quá nhiều thời gian. Chỉ trong vòng 60 phút là các bạn hiểu nhau như những người bạn thân. Bạn có thừa nhận là chỉ khi gặp mặt và nói chuyện sâu mới hiểu về tính cách của nhau. Và từ đó, với trao nhau niềm tin, khi tin rồi, chúng ta rất dễ dàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và trở thành khách hàng trung thành.